Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Vợ Vương Quang Long chính thức xin lỗi chồng và bố mẹ chồng, giải thích ngọn ngành loạt thông tin bị đấu tố trên mạng xã hội. Sau nhiều ngày giữ im lặng, Linh Lan đăng tay tết dài xin lỗi bố mẹ chồng và Vương Quang Long. Sau một thời gian giữ im lặng, tối ngày 11 tháng 1, Linh Lan, vợ Vương Quang Long đã chính thức lên tiếng, giải thích rõ mọi chuyện và xin lỗi bố mẹ chồng. Theo đó, Linh Lan cho biết, dù mình không hoàn toàn sai, nhưng vì mong muốn Vương Quang Long được ra đi thanh thản, nên cô nhận hết lỗi sai về mình. Cô buồn bã chia sẻ rằng, hiện tại bản thân không còn mặt mũi nào ra đường sau những lời gièm pha, chỉ trích từ cộng đồng mạng. Linh Lan lo lắng, con gái sau này khi đọc được những tin tức không hay về mẹ. Ngoài ra, cô khẳng định không lấy cắp túi hiệu và không kêu gọi từ thiện miền Trung như lời đấu tố trước đó. Về loạt tin nhắn kêu gọi anh em bên Mỹ hỗ trợ quyên góp, Linh Lan khẳng định mục đích là vì cô muốn sửa lại căn nhà đã hỏng hết cho dì của mình. Đáng chú ý, sau nhiều ngày vướng lùm xùm, Linh Lan chính thức lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng và nghệ sĩ Vương Quang Long. Hiện, chia sẻ của Linh Lan đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nguyên văn bài viết của Linh Lan như sau. Bữa giờ Lan không muốn lên tiếng và chỉ muốn im lặng để bình tâm lo cầu siêu cúng thức cho anh Long, cũng như để nhìn nhận lại mọi việc, mọi cái sai hay cái đúng của mình. Cho dù Lan không hoàn toàn sai, nhưng vì để anh Long ra đi thanh thản, Lan chấp nhận sai hết tất cả. Cũng vì muốn ba mẹ anh Long không bị cộng đồng mạng hiểu lầm và chỉ trích nữa. Dù sao ba mẹ cũng là người lớn tuổi và cũng là đứng sinh thành của anh Long. Lan chỉ mong anh được an lòng, ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Xin mọi người hãy dừng lại từ đây và đừng chỉ trích cũng như đừng ai nói đến gia đình của anh Long và Lan nữa. Vì đây là chuyện riêng của gia đình nên hãy để gia đình tự giải quyết với nhau. Ba đứa con anh Long vô tội lắm. Lớn lên mà đọc được những tin không hay thì rất là tội nghiệp cho các con. Lan có đọc hết những gì mọi người nói về Lan, có những thông tin hoàn toàn không chính xác, làm Lan rất buồn, rất đau khổ. Lan tự hỏi tại sao lại dùng mình vào con đường cùng như vậy. Lan không còn mặt mũi nào đi ra đường, còn ai dám nhận Lan vào làm khi họ thấy thông tin xấu về Lan đầy trên mạng. Rồi hai Lan sẽ ra sao khi lớn lên, đọc được những thông tin không hay về mẹ của mình. Lan không còn tha thiết sống ngay lúc này. Lan rất buồn và thật sự không có muốn tranh giành gì với ai hết. Lan chỉ muốn mọi chuyện nên dừng lại ở đây, để Lan sớm lấy lại tinh thần lo cho con. Lan xin mọi người hãy nhìn nhận về hai phía. Lan biết Lan sai khi đối xử với anh Long chưa tốt, là vì Lan quá yêu anh, Lan ghen và lo cho sức khỏe anh, nên nhiều lần cãi nhau và không muốn anh nhậu nhiều. Lan chưa từng làm gái, cũng không ăn cắp và không kêu gọi từ thiện miền Trung nào cả. Đến lúc nhà của dì hư hết, Lan mới kêu gọi bà con cùng Lan chung tay xây cho dì cái nhà. Lúc đó, anh Long cũng là người biết chuyện này. Lan có kêu gọi anh em bên Mỹ, nhưng cũng có người góp, người không. Đa phần những người không trả lời tin nhắn là không có góp, chỉ được vài người góp thôi. Xong rồi anh Long là người gửi số tiền từ thiện về cho Lan, giấy tờ Lan còn giữ ở đây, không như thông tin trên mạng đưa ra 200, 300, 500, 700 đô gì đó. Thông tin đó là hoàn toàn không đúng sự thật, Lan nói ra hoàn toàn là sự thật. Với lại, nếu Lan có ăn cắp cái túi gì đó, làm sao Lan can đảm đeo công khai trong đám hỏi của mình? Cái túi đó là anh Long đưa cho Lan. Lan đọc được mọi người chửi Lan nhiều, Lan buồn lắm, Lan không hề làm vậy. Lan nói sai, Lan sẽ bị hậu quả trừng phạt Lan. Lan xin thề tất cả những gì Lan nói đều là sự thật và thật tâm Lan đang làm. Và cuối cùng, con chân thành xin lỗi ba mẹ và xin lỗi anh Long thật nhiều, cũng như mong mọi người hãy dừng lại để cho anh được ra đi thanh thản. Đây cũng là lần cuối cùng Lan nói và xin chấm dứt từ đây, mong đừng ai nói gì nữa. Nếu mà còn ai xúc phạm danh dự hay bôi nhọ về Lan hoặc gia đình hai bên thì Lan sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Lan xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.